Lễ mình máu Thánh Chúa. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 51 đến 59. Thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy, người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bấy giờ, Chúa Giêsu nói với họ: Thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Suy niệm theo Linh Mục Nguyễn Tuấn Long. Dựa trên lời khuyên của các bác sĩ, bốn loại vitamin không thể thiếu cho sức khỏe hàng ngày là vitamin A, B2, C và D. Vitamin A giúp cho cơ thể và thị giác phát triển. Vitamin B2 tốt cho da và tóc. Vitamin C tốt cho hệ thống miễn nhiễm và các tế bào. Vitamin D tốt cho xương và răng. Nếu các loại vitamin này cần thiết cho sự phát triển và sức khỏe thể lý, thì bí tích thánh thể là vitamin không thể thiếu cho tâm hồn và đời sống tâm linh của chúng ta. Thánh thể không chỉ là vitamin mà còn là linh dược để chữa lành những vết thương tâm hồn được phát xuất từ đáy lòng thương xót Chúa, vì Ngài ước ao ở trong lòng chúng ta, để rồi chúng ta cũng được no thỏa trong Ngài. Trong thực tế, có bao nhiêu người trân quý sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể? Dựa trên cuộc khảo sát của Pew Research Center, 69% bạn trẻ cho rằng bánh và rượu chỉ là biểu tượng. Trong khi đó, 31% tin đó chính là mình và máu thật sự của Chúa Giêsu. Theo research của Smith năm 2019, trong số 31% này, tác giả Smith cho biết thêm chỉ có 28% hiểu được thực thụ giáo lý giáo hội dạy, và 3% còn lại chỉ tin mà không hiểu giáo lý dạy gì về bí tích thánh thể hay tính lý biến thể. Nếu con số thống kê này phản ánh đúng với thực tế, thì công việc giáo dục đức tin quả là một hành trình dài và nhiêu khê cho giáo hội công giáo. Xét cho cùng, đức tin không chỉ dừng ở một mớ kiến thức, mà còn đi xa hơn bằng kinh nghiệm sống đạo. Trước tiên, cha mẹ phải sống để làm gương cho con cái noi theo. Bên cạnh đó, linh mục và các lãnh đạo tâm linh
cũng phải sống và đồng hành. Trong thực tế, kinh nghiệm sống đức tin là cực kỳ quan trọng, không thể thiếu. Nó có thể là yếu tố mang tính quyết định giữ hay bỏ đạo theo thời gian. Trở về với lễ kính mình và máu Chúa, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì được Ngài yêu thương, chấp nhận, ngự trong tâm hồn và đời sống hàng ngày. Không có bí tích này, chúng ta sẽ không có cộng đoàn và cũng chẳng cần có cộng đoàn. Nhưng bí tích này đã và đang hợp nhất chúng ta và tất cả mọi người nên một. Ân sủng của bí tích này đang giúp cho chúng ta khánh khít với mục đích và ý nghĩa của cuộc sống đời này. Bởi thế, mỗi khi lên rước lễ, chúng ta hãy tạ ơn Chúa và học hỏi cái nhìn của Thánh Gioan Vianney. Các con hãy lên rước lễ, hãy đến với Chúa Giêsu với tình yêu và sự tự tin. Đừng nói là các con không xứng đáng. Thật sự là các con không xứng đáng, nhưng các con rất cần đến Chúa. Nếu Thiên Chúa chúng ta chú tâm đến sự xứng đáng của chúng ta, Ngài đã không bao giờ thiết lập bí tích tuyệt vời của tình yêu thương, bởi vì không một ai trong thế gian là xứng đáng. Các thánh cũng không, các thiên thần cũng không, các tổng lãnh thiên thần cũng không, và ngay cả Đức Nữ Đồng Trinh cũng không xứng đáng. Nhưng Ngài luôn nghĩ đến những nhu cầu cần thiết của chúng ta, và tất cả chúng ta cũng cần đến Ngài.